phim Hoa Hồng Giấy, sản xuất bởi Viettel Media. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại một trong những cái dự án mà Hà Anh nãy có nói đó, coi như là thành tựu trong năm nay của cả hai luôn đó. Đó chính là hiệu ứng rất là tốt từ bộ phim Hoa Hồng Giấy. Và mặc dù chúng ta biết rằng là cái tuyến nhân vật chính ở đây là Hà Anh cùng với lại Quang Sự là cái cặp đôi mà hiện hữu nhiều nhất, nhưng mà tại sao không biết sự kết đôi của cả hai như thế này khiến cho mọi người cảm thấy là cả hai rất là đẹp đôi, đồng điệu lắm, cho nên là lại ship Hà Anh cùng với Samia. Tụi em cảm thấy như thế nào? Em nghĩ chắc là ship lộn rồi đó anh. Ship lộn hả? Tức dạ, ship lộn theo nghĩa nào đây? Dạ, nghĩa là đúng là thế nào? Nghĩa nào nó cũng đúng đó. Có nghĩa là em nghĩ là phải ship anh Sam với anh Sự. Ờ vậy hả? Yeah. Còn em chỉ là kiểu ngồi bên ngoài ngắm hai anh thôi. Kiểu ví dụ mà phỏng vấn hôm đó mà có anh Sự mà không có anh Sam thì anh Sự sẽ kiểu nhớ Sam quá. Còn hôm nay mà có anh Sam không có anh Sự thì anh Sam kiểu nhớ anh Sự quá, nhớ Upa quá. Nhớ ba quá. Nhưng mà đối với khán giả thì khác em. Khán giả thì coi phim, coi tác phẩm của mình thì rõ ràng cái điều mà mọi người ship Phong Linh, Trung Kiên là hai cái vai diễn của hai tụi em thì đó là cái điều may mắn, cái điều mà tụi em nên vui, đúng không? Thật sự rất là vui, bởi vì để mà trước khi mà quay bộ phim này thì em với anh Sự và anh Sam đều không có kết nối gì với nhau cả. Đó là lần đầu tiên cả ba làm việc cùng với nhau. Thì khi mà vào phim em cảm thấy rất là may mắn, bởi vì chỉ ngay cái cảnh quay đầu tiên thôi mà em với anh Sam khi mà đọc kịch bản thì cả hai đứa đều có một cái cảm xúc rất là lớn dành cho cái nhân vật này, dành cho Phong Linh cũng như là Trung Kiên. Hai đứa cứ kiểu mắt rưng rưng, xong rồi chị Huyền còn phải, chị đạo diễn còn phải trời ơi chưa diễn, hai đứa đừng có khóc. Khóc xong rồi lát nữa vô không có khóc được. Nhưng mà kiểu vẫn không có thể nào mà kìm được cái cảm xúc của mình dành cho cái nhân vật này. Bởi vì nó, đây là một cái cảm xúc rất là đẹp, một cái tình cảm rất là đẹp của Trung Kiên và Phong Linh. Khi mà mình là diễn viên và mình cảm nhận được điều đó thì tụi em cũng hy vọng là khi mình diễn cái vai diễn này thì khán giả cũng cảm nhận được những cái cảm xúc mà tụi em đã có cho bộ phim và mang đến cho khán giả. Đó là Phong Linh và Trung Kiên. Vậy thì còn đối với cả hai thì sao ạ? Tại vì quay phim truyền hình thì là khoảng thời gian rất dài, và như cả hai cũng chia sẻ đó là việc mà chúng ta di chuyển ra Hà Nội mà hai bạn là người chủ yếu ở trong Nam nữa. Chứ ra ngoài đó thì cái sự gắn kết với nhau nhiều không, và điều ấn tượng nhất của đối phương là gì? Em ấn tượng Sami An là gì, mà Sami An ấn tượng Hà Anh là gì? Ấn tượng đầu tiên của em khi mà gặp Hà Anh là cô gái này lạnh lùng quá. Tại vì em ra Hà Nội sau vài tháng, sau 2 tháng. Và ngày đầu tiên gặp á thì em cứ người bấm điện thoại thôi. Trong set với mọi người thì đó. Thì thôi cũng không sao. Nhưng mà qua ngày đầu tiên mà quay á, chính thức quay á thì Hà Anh là một cô gái rất là năng động, rất là vui vẻ, và thực sự là An rất là ngưỡng mộ cái tài năng diễn xuất của Hà Anh. Cái này là cái này nói thật. Đấy, cô ấy rất là sâu sắc và làm việc rất là hiệu quả cũng như là chuyên nghiệp. Không có một cái câu trend bây giờ đó, mọi người nói là người ta sống nội tâm mà cứ nói người ta lạnh lùng. Là phù hợp cho cái bối cảnh này của Hà Anh đó. Không, cái này là sống nội tâm thiệt đó nè. Phải chia sẻ về cái lần đầu gặp đó là tại vì tụi em rất là thích cái kịch bản này và cũng nghiên cứu rất là kỹ. Thì trước khi mà anh Kiên ra, anh Sam ra Hà Nội thì em với anh Sự đã quay với nhau được một thời gian rồi. Thì lúc nào hai anh em cũng đùa với nhau là Kiên ra là coi chừng Kiên với anh đấy. Anh là anh không đùa đâu. Anh Sự lúc nào cũng kiểu Kiên ra là anh sẽ đưa người đón tận sân bay, kiểu là lúc nào hai anh em cũng đã đùa về cái việc là có một cái người ở trong cái mối tình này đó, cái người bạn thanh mai trúc mã của Phong Linh. Thì giống như là kiểu rất là quen thuộc với cái điều đó rồi. Em đã quen thuộc với cái việc Kiên hiện diện ở trong cái cuộc sống của Phong Linh, bởi vì anh Sự luôn luôn nhắc về nhân vật Kiên. Thì nó ở trong đầu em. Và lúc mà em gặp Sam thì có cái cảm giác như là rất là thân quen, kiểu như là đã quen rồi. Nhưng mà thực lúc đó rất là ngại. Kể em ngồi bấm điện thoại, em nhìn là kiểu nhìn. Thật ra là trong đầu mình là cái anh này rất là thân quen, tại vì anh Sự anh nhắc hoài, anh này là anh Kiên, mình quen ảnh rồi, mình biết rồi. Nhưng mà thật ra Sam thì lúc đó không biết gì về em hết trơn, không biết về Phong Linh. Chỉ là gặp em ngay lúc đó thôi, nhưng mà em thì biết rồi, nhưng mà em bấm điện thoại xong anh Kiên. mà nó kiểu đây là anh Kiên đó, cũng quen. kiểu lén kiểu có nhìn nha, nhưng mà lúc ảnh nhìn thì cúi xuống bấm điện thoại. Có nghĩa là em đã quen với cái sự hiện diện đó rồi, tại vì ngày nào anh Sự anh cũng nhắc hết trơn á. Thì mình người đây người quen của mình mà,
giờ sao ta, mình quen thôi, chẳng có quen mình đâu, cứ bấm điện thoại ngồi nhìn vậy thôi. Vậy và lúc đó chị Huyền, thật ra là lúc đó em đã xong cảnh quay rồi và chị Huyền cũng muốn em ngồi lại chờ Trung Kiên đến để xem là hai đứa lần đầu gặp nhau như thế nào, nhưng mà cuối cùng lần đầu gặp nhau cũng hơi chất quốc ha. Kiểu mỗi người một cảm xúc á. Mình thì kiểu thân quen, ngày nào cũng nghe nhắc rồi, còn Khang còn đòi đón đầu ở sân bay khi mà Kiên bay ở đây, còn anh này thì kiểu sao cô này lạnh lùng quá. Nhưng mà rất là may mắn đó là sau những cái phút giây mà lần đầu gặp mặt như vậy thì sau đó tụi em diễn với nhau rất là ăn ý. Kiểu mỗi lần nhìn vào mắt nhau thôi là kiểu cả một trời cảm xúc. Nhưng mà em vẫn chưa nhắc về cái điều ấn tượng nhất khi em gặp Sam nè. Ấn tượng nhất khi gặp Sam là trời không, ấn tượng của em đó là tại vì em đã kiểu mặc định là Kiên rồi. Em kiểu ngày nào anh Sự và tất cả mọi người trong đoàn phim đều nhắc đến độ mà trong đoàn phim có một anh tài xế tên là Kiên. Anh Sự cũng kiểu đấy nhá, Kiên nhá, anh không thích rồi đấy. Sao mình kiểu kiểu ngày nào cũng được mặc định về cái việc là Kiên xuất hiện trong, cho nên là em nhìn Sam rất là thân quen rồi. Câu hỏi anh ơi, bây giờ em trả lời đúng câu hỏi. Nếu mà trả lời đúng câu hỏi thì ồ anh Kiên ngẩn ngoài, đẹp trai, đáng yêu, nhìn dễ thương. Xong đó xong cứ bấm điện thoại xong nhìn vậy thôi, nhưng mà kiểu hai người cũng chưa có thể nào mà lúc đó nói chuyện ngay được thì vẫn kiểu hơi ngại, nhưng mà ấn tượng đầu tiên là thân quen, thật sự rất là thân quen. Dạ. Yeah. Đây, cho nên là em càng nói thì Sami An càng hoài nghi cái điều em ấn tượng á. Thật, ngày nào anh Sự cũng nhắc, cho nên là em khiến em có cảm giác là anh giống như là anh đã quay cái phim rất là lâu rồi. Kiểu ngay ngày gặp đầu tiên là em là cái người này anh hiểu. Mình đã quen rồi. Lý, với lại anh nhớ là ngày đầu tiên quay á, hai đứa quay chung là cái cảnh mà Kiên lần cuối gặp Phong Linh là chào tạm biệt á. Thì đối với cái cảnh đó thì nó là cái cảnh mà rất là đau của cả hai, tao ra của cả hai. Nhất là đối với Trung Kiên. Vào cuối phim ha. Anh không nhớ chính xác tập mấy. Đấy thì may mắn là hai đứa vào diễn chung ngày đầu tiên thì cái cảnh đó là trước khi bấm máy rồi thì hai đứa đã không kềm nước mắt được, tại vì cái cảnh này nó đau lòng quá. Tức là cảnh đầu tiên khi mà cả hai cùng diễn với nhau đã là một cái cảnh chia tay cuối cùng rồi. Lúc đó tụi em cân cảm xúc như thế nào vậy? Thật sự anh rất là tò mò đó. Dạ, đối với em thì là kịch bản thôi, là kịch bản. Tại vì mình đọc đi đọc lại thì mình biết cái giữa hai người này nó cái tình cảm nó mạnh mà nó đẹp như thế nào á. Thì đối với một cái cuộc chia tay thì nó quá là xót xa. Rồi, Same vừa mới chia sẻ ở cái yếu tố đó nha. Còn bây giờ mình đến với một cái câu hỏi này. Câu hỏi này có thể sẽ khiến cho một trong hai đau lòng. Đó là Kiên hoặc là Khang thôi. Ở trong phim mọi người thấy là gì ạ? Kiên là một người rất là mạnh mẽ và ấm áp, đúng không? Còn Khang á, thì lại là một người mà rất là lạnh lùng. Tức là bên ngoài lạnh lùng nhưng mà bên trong thì nhiều tiền. Và trong phim là thấy rõ ràng em chọn ai rồi. Vậy thì nếu như ở ngoài đời em đối diện với hai chàng trai như thế, em sẽ chọn ai? Vẫn câu trả lời cũ, em chọn bác sĩ Đức ạ. Thật ra mà nói thì nếu mà mọi người xem phim á, thì nếu mà là cá nhân em thì thật sự là em sẽ chọn bác sĩ Đức. Bởi vì bác sĩ Đức quan tâm vừa đủ, lo lắng vừa đủ, và cũng là một chàng trai biết chăm sóc, biết lo lắng cho cái người mà mình quan tâm. Còn thật ra là đối với Kiên, Linh chờ hoài cái kiểu mà tại vì rõ ràng là Phong Linh biết là rất là khó để mà Kiên có thể vượt qua được cái rào cản là gia đình nữa. Thì cô ấy luôn mong muốn là ok, nếu mà ảnh cái tình cảm ảnh đủ lớn thì ảnh có thể nói với mình để cả hai cùng cố gắng. Nhưng mà thật ra là chờ hoài mà anh Kiên ảnh không nói gì hết trơn, không có bày tỏ. Còn Khang thì thật ra là nếu mà Khang là một cái nhân vật mà ở ngoài đời mà gặp bất cứ cô gái nào thì cô đó cũng sẽ đổ. Bởi vì ảnh mà thích rồi là ảnh sẽ tấn công dồn dập, ảnh ngày nào cũng sẽ xuất hiện trước mặt cô gái này. Kể cả thật ra là nếu mà các bạn nữ
một chàng trai mà xuất hiện hoài, thứ hai xuất hiện, thứ ba xuất hiện, thứ tư xuất hiện, cả tuần xuất hiện, ngày nào cũng xuất hiện, thì cổ sẽ mặc định trong đầu cổ ghi nhớ điều đó. Và chàng trai này còn kiểu lúc nào cũng tấn công bằng một cái cách rất là mời đi ăn nè, rồi em thích gì thì anh làm cái đó. Nói chung là ảnh là một cái người mà tấn công vồ vập thì các cô gái sẽ dễ siêu lòng hơn. Nếu mà phải chọn giữa một trong hai người thì chắc chắn là em nghĩ là tất cả, hầu như các bạn nữ luôn sẽ nghiêng về phía Khang. Bởi vì ảnh có gì ảnh nói đó, còn Kiên thì hơi giấu. Không phải, thật ra là không, cái này anh phải bảo vệ Kiên. Tại vì trong cái tình huống, trong cái phim này á, thì cái tình cảm của Kiên với Phong Linh là nó là từ nhỏ rồi. Nó là từ nhỏ rồi, chứ không phải là Kiên cưa cẩm với Phong Linh. Hay nó khác, Kiên không cưa cẩm. Thì đúng rồi, nhưng mà cổ đợi hoài, ảnh không nói gì hết trơn. Đợi từ cái lúc mà nhận biết được cái này là một cái loại tình cảm gì, tới lúc mà nói chung là rất là mong một cái điều gì đó từ Kiên. Nhưng như mà là cái mộng mà bác sĩ Đức thì không có đâu em. Đức là bạn anh, nó bạn của Kiên, bạn rất là thân luôn. Bây giờ em bỏ cái chuyện đó đi. Rồi thì bây giờ quay trở lại với câu hỏi dành cho Samian nhé. Có bao nhiêu phần trăm cái tính cách của nhân vật Trung Kiên gần giống với lại Samian ngoài đời? Em nghĩ là 50-50. Tại vì một cái nhân vật Trung Kiên rất là đẹp, thật sự. Nói về nhân cách, nói về cách đối xử với mọi người xung quanh, cái nội tâm của ảnh, cái tình thương, nhất là cái tình thương mà ảnh dành cho cô gái Phong Linh đó, thì nhân vật rất là đẹp. Thì em được chắc không tới 50% cái đẹp của ở Trung Kiên đâu. Nhưng mà ngoài ra thì em có những thứ là nó bị nó không đẹp như Trung Kiên. Đấy. Đối với Trung Kiên thì cái sự ấm áp, gọi là nam tính, cái sự nhẹ nhàng của Trung Kiên thì đó là những thứ mà em có. Ngoài ra thì chắc là trong tình cảm thì em sẽ không rụt rè như Trung Kiên đâu. Và em sao không để mọi thứ nó cứ lơ lửng. Mình đứng giữa cô gái mình thương, đứng giữa gia đình thì em sẽ không để em như vậy đâu. Vậy thì thôi, anh hỏi luôn dành cho khán giả nữ, tức là vậy thì nói rõ luôn là trong tình yêu Samian là người như thế nào? Em hả? Có gì mình nói đó thôi, rồi mình phải mình xác định được là mình thương một người nào đó thật lòng thì mình bằng mọi cách tới bến anh. Là em rất là quyết liệt đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà gia đình cản trở thì thực sự đối với em thì cái người mà mình thương á, cái câu chuyện mà tình cảm cá nhân á là do mình quyết định, thì chắc chắn là mình phải giải quyết với gia đình trước, với mẹ mình, với em gái mình như thế nào đó, cho mọi thứ nó suôn sẻ và mình tỏ tình với cô gái đó. Rồi, quay trở lại cùng với một điều mà mọi người rất là thắc mắc và cũng như là rất là bất ngờ với Hà Anh, bản thân anh cũng vậy luôn á. Tức là anh thấy em đảm nhận cái vai Phong Linh ở trong phim, và đặc biệt là những cái chi tiết mà em ứng xử này, em ứng biến cùng với mẹ chồng này, cùng với Trà Xanh đó, là mọi người cảm giác là ôi cái cô này cô tinh tế quá. Nhiều người sẽ đặt ra một câu hỏi là Hà Anh bên ngoài có thể là tuổi đời không có thể nào được đông bằng với lại cái nhân vật ở trong phim. Vậy thì em đã phải cân đối mình và tập luyện mình như thế nào để có thể ứng biến cái vai đó và có được những cái lời thoại, có những cái cách cư xử nó tinh tế như vậy, để cho mẹ chồng cũng nói gì thêm thì cũng không được, và để cho Trà Xanh là coi như là tức tưởi luôn. Thật ra đối với mỗi vai diễn thì em sẽ dành thời gian của mình để nghiên cứu cái vai diễn nó thật kỹ. Bởi vì nếu mà mình diễn hụt một xíu hay là quá một xíu thì nó sẽ làm cho cái vai diễn đó nó bị chật đi. Nếu mà em làm quá lên thì mọi người sẽ thấy là cô này cổ chả treo quá, nói câu nào cổ cũng trả lời hết. Nhưng mà thật ra là khi mà mình đọc cái vai diễn Phong Linh này từ đầu tới cuối thì em nghĩ là một con người á luôn luôn có một cái sức giới hạn chịu đựng. Thì em luôn đặt cho Phong Linh ở mức 60% khi nói chuyện với mẹ chồng. Khi mà cổ quyết định ly hôn thì nó sẽ tăng lên 70%. Còn đối với lại Trà Xanh thì cổ ở mức 95%, chỉ là còn 5% còn lại là tác động vật lý là không làm thôi. Nhưng mà mình phải giữ một cái gì đó kiên quyết ở trong đầu mình. Bởi vì em đã, khi mà xây dựng nhân vật Phong Linh thì mình nghĩ đây là một nhân vật có cá tính, quyết liệt với lại cái bản tính của mình.
Thì như vậy thì cổ mới có một cái cuộc sống mà từ nhỏ đã không có hạnh phúc. Thì khi mà cổ cưới Khang thì cổ hy vọng là một cái cuộc sống nó êm đềm và hạnh phúc. Thì đó là cái mà mình đặt ra cho cái nhân vật này. Để khi mà em diễn thì luôn luôn là ở mức là vừa đủ để khán giả họ xem thì sẽ cảm thấy là cái nhân vật này làm cho khán giả dễ chịu. Yeah. Không, anh nghĩ là cái motif và cái nhân vật Phong Linh và cách ứng xử đó cũng là cách để cho rất là nhiều các bạn nữ học theo đấy. Rồi, anh thấy bình luận nhiều lắm. Yeah. Rồi, còn một cái chi tiết nữa là anh nhớ, anh có xem một cái phân đoạn là em lúc đó nghe được cái câu chuyện rằng là Khang lấy em là bởi vì để trả thù thôi. Thì lúc đó là cái anh nhìn thấy cái cảm xúc của em nó vỡ òa lúc đó. Giai đoạn mà khi mà em nói chuyện cùng với Khang níu kéo em bỏ đi, em la hét buông tôi ra rồi này nọ các kiểu, thì giai đoạn đó là bao nhiêu phần trăm cảm xúc thật của em? Em nghĩ đó là 100%. Khi mà em diễn cái phân đoạn đó thì có một cái cảnh là mọi người để ý là anh Sự anh kêu mà ảnh xoa cái lưng em, mà lúc đó em không thở được. Thì em cảm thấy là lúc đó mình kiểu như là tất cả mọi thứ, mọi việc diễn ra trong ngôi nhà đó, cách Khang đối xử với Phong Linh, cách mẹ chồng, cách cô Su đối xử với Phong Linh, tất cả mọi thứ, và kể cả việc Lam Anh đối xử với cướp đi anh Bình để mà oanh phải đau lòng, thì giống như là đó là một cái giọt nước tràn ly. Và lúc đó là thật sự là em không thở được, kiểu diễn cái phân đoạn đó là em gào thét, em không thể thở được, và anh Sự phải giữ em lại. Đến sau cái phân đoạn đó thì ngày hôm sau người hai cái tay em nó bầm. Em còn nói mọi người, ủa hôm qua mình đâu có đi tập gym đâu mà sao tự nhiên hôm nay mình đau người quá ta, sao mọi người mình bầm. Mà lúc đó thật sự là cái cảm xúc của mình đạt đến cái mức là mình kiểu phải bung hết tất cả mọi thứ ra để cho cái phân đoạn đó nó phải đau đớn, nó phải thể hiện được rất là nhiều cái ức của Phong Linh. Thì đó là em nghĩ đó là lúc mà 100% cảm xúc của Phong Linh để toát ra được cái cảnh quay đó. Anh thật sự phải chúc mừng em với vai diễn Phong Linh này. Thật sự cái tên Hà Anh đã một lần nữa đến gần hơn và khắc họa rõ nét hơn dành cho khán giả yêu mến điện ảnh và yêu mến truyền hình. Chúc mừng em một lần nữa. Yeah. Và anh hy vọng một lần nữa thông qua cuộc trò chuyện này thì mọi người sẽ hiểu hơn về hai em, và khán giả cũng sẽ dành tình cảm cho tụi em thật là nhiều, để từ đó tụi em cũng sẽ có thêm những động lực để có thể phát triển nhiều hơn trong thời gian tới nhé. Còn bây giờ đây thì Hoàng Trí cùng với Hà Anh và Samê An xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Phim Hoa Hồng Giấy sản xuất bởi Viettel Media.